Dạ. Dạ. Mẹ nó hay làm gì vậy? Rồi là nói đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ và cưa xích của cửa hàng Thành Hợp nha. Đó, à, quá trời khách hỏi cưa bên em mà, cho nên hôm nay cố gắng em lên cho mình một lô máy cưa xích 13 máy nha anh chị. À, khách hỏi nhiều nhưng mà do cái nguồn cung á nó có giới hạn, nghĩa là cưa này nó không có về nhiều cắt cỏ, thành ra là em gom rất là lâu nó mới được số lượng gì, nghĩa là vài ngày anh chị hoặc tuần lễ mới được số lượng mười mấy máy như thế này. Cho nên là qua đây thì em cũng mong rằng anh chị chú bác khi mà mình đặt hàng thì mình cũng nghiêm túc nhận hàng dùm em nhanh nha anh chị, tại vì mặt hàng cưa bên em không có đủ bán, rồi anh chị đặt hàng xong rồi anh chị bẻ kèo bẻ ống rồi bơm hàng tội nghiệp em nhanh ha. Cửa hàng em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng nha anh chị, hay còn gọi là chợ Ngã Tư, và cửa hàng em kế Bách Hóa Xanh của xã Trung Hưng. Anh chị tới Bách Hóa Xanh anh chị chạy vài cái nữa là anh chị thích tới cửa hàng của em dễ kiếm lắm. Rồi và hôm nay em sẽ sơ lược về lô máy cưa xích ha, giá tầm 1,5 triệu cây có nè. Là em có lên cho mình hai cây Makita nha anh chị, 2835 đó, 1,5 triệu cây. Kế đó là Kiwit 260 đó, rồi Makita tay cục nè đó, Makita tay dài 3201 tới Ryobi 30 ha, cái này đẹp lắm. Bên kia thì có là Shindewa, Shindewa này là 346 nha anh chị, rồi kế đến là G361 nè, rồi tới Echo, rồi tới Makita, rồi Makita này để em coi coi, Makita 35 nha anh chị, rồi tới này là Shindewa 345, kế tiếp là Kirit Ren 35A, và cuối cùng là Shindewa 485 nha anh chị, máy lớn xịn sò ha. Đó, à, bên em nhanh thì hôm nay lên cái dòng cưa gia đình, máy nhánh tỉa cành có, cưa khai thác có, rồi cưa thì tay cục có, tay dài có. Ví dụ như anh chị mà nhà mình có cưa lớn rồi thì anh chị mua cưa nhỏ đằng mình nè, máy nhánh tỉa cành cho nó gọn, tiết kiệm xăng, mà anh chị cầm đồ đi lên nó cũng nhẹ nhàng cho mình ha. Rồi sẵn hôm nay em nhanh nói luôn nha, anh chị mua cưa thì anh chị coi cho kỹ cây nào phù hợp với gia đình thì hả chốt, còn không thì thôi. Có anh nhận hàng em rất là ghét anh nào chửi thề, chửi em là em không có chịu, tại vì mình là người có văn hóa anh chị, nhận hàng mà buôn táo bên kia người ta điện mà em nghe ngoài chửi thề là em dí ứng rồi đó, nói là sao la khai thác mà về cái cưa chút ép gì rồi sao được. Ở anh chị người ta bán hàng người ta không lấy cọc mà người ta nói cái gì người ta biết, người ta nói cái gì. Khi mà mình chốt đơn thì mình nghe kỹ người ta nói có đúng không rồi mình hả chốt, còn không thì mình coi cho kỹ đi. Còn anh chị không biết anh chị điện video đi, người ta tư vấn cho anh chị mà tư vấn miễn phí không tốn tiền á, nói trường hợp gì là hai bơm là chắc rồi đó. Tới chỗ cái hình thức ở ngoài nó nhỏ bơm hàng à, cưa này chứ đâu phải như cưa gì đâu mà nó to, nó cưa mới nổi anh chị. Máy Nhật người ta gọn nhẹ mà công suất nó đúng cái chuẩn thì chạy ngon thôi. Còn anh chị muốn khai thác cái gì thì anh chị coi cho kỹ đi, hả chốt đơn chứ em nhanh like nó nhiều loại đó, nhỏ có lớn có, chứ không phải cây nào mình cũng nhảy vô mình mua rồi về mình cưa không có theo cái ý của mình, cái mình chữ thề bóp chát ở ngoài hết trơn á, ngày lớp cô tá nghe rồi lớp em nghe nó cũng không giải quyết vấn đề gì hết, ăn thua cái câu nói mình thôi ha. Em nhanh sẽ báo công suất, báo nồng cân nặng, anh chị coi cho kỹ rồi mình hả chốt đơn, còn không biết cái gì thì anh chị điện cho bên em hỗ trợ tư vấn ha. Rồi bây giờ em sẽ nói hình thức bán hàng luôn nha anh chị. Bên em sẽ nhận ship hàng trên mọi miền đất nước Việt Nam, từ trong Nam ra ngoài Bắc, miền Trung em ship hết, em ship tới nhà cho anh chị luôn. Rồi anh chị có quyền đổ xăng pha nhớt vô, anh chị test nổ, anh chị cưa cây luôn anh chị hãy nhận. Không biết cái nắp nào đổ xăng nhớt, cái nắp nào đổ nhớt thì anh chị coi cho kỹ, trên live em nhanh có báo ha. Còn không anh chị điện video đi, nhận hàng điện video qua. Em nhanh sẽ hỗ trợ cho anh chị nhận hàng. Và những cái mặt hàng này là em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết nha anh chị. Cho nên anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn không có sợ bị lừa gạt ha. Và em cưa này nè, em bán em thấy nhiều bác lớn tuổi rất là thích mua, nhưng mà qua đây em nhắc kỹ nha. Mấy bác lớn tuổi lựa cưa thì lựa cho kỹ nha. Em bị bơm một số đơn bác lớn tuổi rồi đó.
mua ra ngoài rồi âm thầm không phù hợp rồi tự cho về luôn mà em không nghe được một câu điện nào hết á. Cưa này nó cũng kén người dùng lắm nha anh chị đó, cho nên là mình coi cho kỹ rồi mình hả chốt. Em nói hoài mặt hàng này em không có đủ bán. Rồi anh chị có thắc mắc gì thì cứ điện cho em, bên em hỗ trợ cho mình ha. Ví dụ sau này sử dụng có cái gì đó anh chị cũng điện cho bên em, không cần đem thợ ở địa phương đâu đó. Em bán bằng cái uy tín của em đó nha anh chị, uy tín đặt đầu đó. Rồi số điện thoại để mình chốt đơn nè. Ê, cắt cái nhánh này giùm chị ơi, cắt đi. Số điện thoại để chốt đơn nè, 0913 136620. Xác luôn đó, số này có Zalo luôn nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp nha, anh chị thấy rõ không? 0913 136620 đó. Rồi một cái cưa khi mà cho đi em nhanh sẽ cho một cái bao lam nè, một vít chỉnh xăng, một giũa tay và một cái tiếp mở bugi đó, thì đủ ha. Rồi riêng nhớt này là em nhanh bán thêm nha, vừa sử dụng cho máy cưa vừa sử dụng cho nhớt lam luôn, 100.000 một bình. Đối với máy cưa thì tỷ lệ để mấy anh pha giùm em, một lít xăng thì 60-70cc nhớt hai thì đi nha anh chị. Thì máy cưa thì công suất nó lớn, tua nó nhanh thì pha như vậy đi cho nó chuẩn, máy chạy cho nó khỏe, nó mát, nó bôi chân bê tông nó hơi ra khói đen nhưng mà cái đó là hiện tượng bình thường ha. Cho nên anh chị cứ như em nhanh chỉ đi, pha vậy đi là chuẩn thôi đó. Thì em thấy mấy anh chị mua máy thì nên mua cưa theo, có mua cưa thì nên mua nhớt theo, năm bảy mua cưa thì nên mua nhớt theo. Nhiều khi shipper họ giao đột xuất thì mình có nhớt mà theo máy mà mình pha với xăng mình thử xăng ở đâu ra, xăng trong cái xe Honda mình anh chị hút đỡ ra, nhà bây giờ có từ 2-3 chiếc xe mà trong hết đó. Rồi sau này mình sử dụng hết, mình chừa cái bình này lại mình lường, tại vì cái bình em nhanh bán nó có cái miêu nhỏ là 20, 40, 60, anh chị thấy không, 80. Và anh chị muốn nhớt nó qua được anh chị bóp qua đây, nó xuống đây đó là chạy là nó chuẩn thôi, chỉ có 100.000 một bình nhớt thôi nha anh chị, dễ xài. Rồi tách nổ nha anh chị, giờ là anh chị coi cho kỹ giùm em nha, trong cái clip em nhanh sẽ nói kỹ về công suất tách nổ nồng đó. Rồi anh chị xem kênh em, anh chị thấy đa dạng thì anh chị nhớ cho em nhanh xin một nút like nha, khách mới khách cũ anh chị nhớ bấm like, còn khách mới thì mình chưa có nhấn đăng ký kênh thì anh chị nhớ vô nhấn vô đăng ký kênh để xem được nhiều cái video đề xuất máy mới như thế này nè đó. Rồi đầu tiên rồi anh chị nghe kỹ nha, trọng lượng là 5kg, đã có xăng và nhớt nha anh chị, lam dài 4 tấc 2. Anh chị coi cho kỹ nha, khi mà em báo lam nó dài bao nhiêu là em đo sát vô hai con ốc này đó. Rồi nhiều bác lớn tuổi sẽ có sự nhầm lẫn như thế này, kiếm máy rẻ thì cưa nó rẻ gì cũng 1,5-1,6 cho nó không nghe nữa, thì đồng tiền đi liền với công suất chất lượng máy anh chị, chất lượng thì em bao mà nó đi liền là sao. Ví dụ như máy nhỏ nhỏ như thế này thì anh chị mới nhánh tỉa cành, còn mấy anh chị muốn hạ cây đứng á, thì mình cưa cái tua nó sẽ chậm xíu, nó không có được. Nhưng máy lớn công suất lớn thì nó hạ thì nó sẽ nhanh hơn đó. Chứ nhiều khi mua cho rạ đã rồi tới chỗ như nè, máy yếu quá à cháu ơi, cho bác gửi lại nha. Cái đó là đúng là câu là ngậm bùa hòn để cảm nhận cái độ ngọt của nó đó anh chị, mà bùa hòn làm gì ngọt được. Makita 2835 ha. Đó, Makita 2835. Cái này nó chấp nước sơn nhẹ ha, hai ốc bắc lam. Cái này nó chạy xích là xích chuột nha anh chị. Phía dưới này nó có chữ Made in Japan. Đó. Nhật đó qua sử dụng ha. Cái này điện thoại nó lấy nét suốt luôn rồi Thanh ơi. Cái nắp phía sau là nắp chứa nhớt lam. Cái nắp phía trước là cái nắp chứa xăng pha nhớt nha anh chị, nắp màu đen nè.
công tắc nè, mở nè. Khi mà anh chị khởi hành khởi động máy, anh chị mở cái e ra, mở ra như vậy là mình đang chế độ đóng e nha anh chị, nó ngược lại đóng e. Xong anh chị bóp cò, anh chị giật giật hai ba phát, nổ không nổ gì anh chị cũng đẩy nó vô là mình mở e. Nếu nó nổ rồi thì mình đem đi cơ cây, còn chưa nổ thì anh chị bóp cò giật giùm em nữa ha, thì nó sẽ nổ thôi. Còn cái này nó có khóa giữ khai à, cho cái xích nó chạy chỉ ra lớn anh chị. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là M1 hay 34 ly, giá 1,5 triệu nha. Trọng lượng là cũng 5 kg, đã có xăng và nhớt ha. Rồi làm giờ cũng bấm tắt hai, nói chung nó hình thức nó cũng như cây Makita này thôi. Đó. Makita. Hai ốc bắc lam, cái xích này xích chuột nha. Mát in nha ban nè. Tường đẹp ha. Cái nắp chứa xa nhớt lam nằm phía sau nha anh chị. Cái nắp chứa xăng pha nhớt nằm phía trước nè, công tắc nè, đó nè, đó. Giá cũng 1,5 triệu luôn. Anh chị thích mã 1 và chốt em mã kia, còn em M2 thì làm máy này nghe chị, giá 1,5 triệu ha. Kg 3, rất là nhẹ nha. Làm dài 3 tấc ha. Trọng lượng rất là nhẹ. Một cây Qgit nha. Chạy động cơ của thằng Echo. Đó. OS260T. Bình xăng con nằm phía sau nha anh chị. Và máy này sở hữu chế là e đỏ tự động. Khi mình khởi động máy, anh chị bước đầu tiên là đổ xăng pha nhớt vô rồi mình bơm xăng. Đóng e, bóp cò. Đóng e giật hai ba phát, nổ không nổ mình mới bóp cò ha. Và khi bóp cò nó sẽ nhảy về chế độ này là nó mở e nha. Nếu nó nổ rồi thì thôi, còn chưa nổ thì anh chị bóp cò, anh chị giật giùm em 1-2 phát là nó sẽ nổ nha anh chị. Cái này đẩy lên là tắt hay gì Thanh? Đẩy xuống. Đẩy xuống là tắt ha. Đẩy cái mũi tên nó đi xuống nè anh chị không? Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở ha. Cưa siêu mini nha anh chị, siêu nhẹ, ăn xích đồ còn nè. Mặt tiền nè, đẹp đó. Cái nắp dưới xăng và nhớt hay nằm phía trên, cái nắp nhớt lam nằm phía dưới. Nó cái hình giọt nhớt nè anh chị thấy không, là nằm phía dưới màu đen, còn cái hình cây xăng á, là ở phía trên là nắp xăng pha nhớt ha. Có e đỏ tự động, máy nhánh tỉa cành cực kỳ là gọn luôn. Cái này nó chạy xích này xích chuột nữa nha anh chị. Cưa nè anh chị, chốt cho em nhanh M3 34 ly, 2,6 triệu nha. Ủa em xin lỗi, 2 triệu. Ah!
trọng lượng là 4 kg, làm dài là 4 tấc. Cưa Makita 3110 nha anh chị. Đó, này cũng là một phiên bản đời cao ha. Xích thì sử dụng xích 91 nè. À, phiên bản chặn xích đồ còn đầy đủ nè. Đó. E cũng e tự động, e nằm phía sau nha. Anh chị kéo ra như vậy là mình đóng e, giật 2 đến 3 phát mà nó không nổ thì anh chị bóp còi giùm em nha. Bóp còi trên, bóp còi dưới nè. Là nó sẽ nhảy mở e. Nếu chưa nổ thì mình hạ giật nữa, còn nổ rồi thì mình bóp còi. À, mình đưa vô mình cưa cây thôi. Rồi như cái phiên bản hồi nãy nha anh chị. Cái này là đẩy lên là tắt. Là cái mũi tên nó đi lên anh chị ha, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mình mở ha. Có vú quần phụ nè. Đó. Em tuốt còn rất đẹp. Cái nắp hình cây xăng nè anh chị thấy không? Là nắp xăng pha nhớt ha. Hình giọt nhớt là nắp nhớt lam nha anh chị. Cái tem này nó có chữ Made in Japan nè anh chị thấy không? Made in Japan 3110 thông số đầy đủ ha. Cái này anh chị chép cho em nhanh là M4 lòng 36 ly giá 2,2 triệu ha. Kilo 2, làm dài là 4 tấc, một cây Makita 3201 đời cao nha anh chị, nồng đứng. Nồng đứng nha, Makita đời cao. Cái này nó chạy xích này cũng 91 luôn nha. Nó cái tay cầm của nó có cái lò xo nhịp anh chị, nó cưa nó rung tay nó cũng không mỏi mà. Này có khóa xích ha. Cái nắp nhớt lam nằm phía trước nha, cái nắp xăng pha nhớt nằm phía sau, vẫn có hình cây xăng này anh chị thấy rõ không? Đó, anh chị nhận biết đi, em mua cây cưa ở đâu cũng vậy ha, có hình cây xăng là xăng pha nhớt, còn lại là nắp nhớt lam ha. Thì mặt tiền rất là đẹp nha anh chị, máy nè trắng đẹp. Rồi cái công tắc và cái e gió nằm một chỗ ha anh chị, cái từ stop anh chị thấy không? Stop nè là mình đẩy xuống là mình tắt, đẩy lên là mở, đẩy lên là đóng e. Còn mở e là đẩy xuống ha, đóng e, mở e, tắt, mở, dưới bông phụ đồ đầy đủ ha. Mã này anh chị nhìn kỹ cho em nha, đẹp lắm, nồng đúng nha. Mã này anh chị chắc cho em nhanh là M5 nồng 36 ly, giá là 2,4 triệu ha. Cái ghi quy nè. Kilo 8 nha anh chị, đã có xăng và nhớt ha, làm siêu mini dài 3 tấc 1, nhiệt siêu, nhiệt siêu. GUB cái động cơ này chạy nó tiết kiệm xăng lắm nha. Một cây GUB áo vàng, tem tuốt hình thức còn đầy đủ khá đẹp, Made in Japan nè, 3025, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Ba không hai năm, hai ốc bắc lam nè, lam còn chữ Ryobi, chạy chạy chích này chích chuột. Đó, cái lam này gọi là lam kiếm hay lam điêu khắc là nó nha anh chị, lam Latin đàng hoàng nha. Đó, lam Latin luôn. Chị nhìn chi tiết nhỏ này rất đẹp, cắt sáng. Chú bông phụ nè, e gió nè. Rồi,
Cái nắp phía sau màu đen này nhất lam ha. Cái nắp phía trước nè là nắp xăng pha nhớt nha anh chị. À, hình thức máy quá đẹp. À, cái này nó có khóa xích nữa nha anh chị. Đó, mấy nhánh thiệt cạnh. Anh chị thích cái phiên bản đời cao này thì đây, giữ ra lớn nữa nè. Đó. Nhà tem tuốt còn đầy đủ nha. Mã này anh chị chốt dùm em nhanh là M6 nồng 36 ly 2,5 triệu nha. kg 8, làm dài 4 tấc ha. Đó, đây anh nào muốn hạ cây đứng á, thì mình tham khảo cây Cine qua 3, 4, 6 này nha anh chị. Mấy cây máy mà trọng lượng nó nặng như thế này nè, anh chị đưa xuống cây đi, cưa vô nó bắt vô cái lưỡi vô cái cây là cưa nó ngon ngọt, nó nhanh, nó đẩy tốc độ cưa cây nhanh cho mình. Hạ cây đứng phụ tư ha. Chạy xích này là xích 91 nha, hai ốc bắt làm luôn. Cái này là cái ốc vực của nó zin nha anh chị, nó chốc nó sơn nhẹ ha. Bên em không có sơn lại thì nhìn nó hơi chốc chốc rẻ rẻ, chứ bao chất lượng dày dặn nha anh chị, mới chốc nó sơn thôi. Đóng e mở e nè, giữ ra lớn nè, tắt nè, mở là đẩy lên nè. Đó nè, e 3, 4, 6 đó anh chị, đó 3, 4, 6 đó. Này là Cine qua 3, 4, 6 nha anh chị. Đó, cái nắp xăng pha nhớt nó nằm phía trên ha, nắp xăng pha nhớt nằm phía trên, nắp nhớt lam nó nằm phía dưới nè. Nè, mặt tiền đẹp chưa, chặn bụi rồi xịn sò ha. Cái con ốc tăng gơ dây xích dây sơn nó nằm ở trong đó, giá cả mềm vừa túi tiền nè. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là M7 nồng 38 ly giá là 2,6 triệu ha. Em bao ship kèm phụ kiện đầy đủ cho mình nha. Rồi tới G361. Hãy căng đi, mình đã tăng chút. Trọng lượng 5,8 kg nha, làm dài 4 tấc nha anh chị. Để đây đi. G361 nha anh chị, hình thức quá đẹp, nồng 38 ly, công suất là 36 cc trở lên. Đó. Chạy xích này là xích chuột, lam là lam Latin ha. Hai ốc bắt lam. Tắt nè, mở là mình đẩy lên nè, giữ ra lớn nè. Ống e nè, mở e. Đó. Nắp nè, hình cây xăng giọt nhớt là nắp xăng pha nhớt. Nhất làm là cái nắp phía dưới đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là M8 38 ly 2,6 triệu nha anh chị. Trọng lượng là 4,7 kg nè, làm dài 4 tấc.
Hitachi 35cc nồng cũng 38 ly nha anh chị. Mẫu này nồng đứng nhìn sắc sảo ha. Đó. Có khóa xích nha. Đó. E gió nè, đóng e. E tự động nha anh chị, bóp cò nhảy mở e nữa nè. Nắp xăng pha nhớt là hình giọt xăng, giọt nhớt với cây xăng. Đó. Còn nhớt lam là hình giọt nhớt nè. Cái này chạy xích này xích 91 luôn nha anh chị. Đang chốt còn đầy đủ nè. Đó. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là M9 38 ly giá 2,7 triệu nha anh chị. Bao ship càng phụ kiện đầy đủ. Kilo rưỡi nè, làm dài 4 tấc rưỡi nha. Makita 3502 nha anh chị, nồng 38 ly, công suất là 35cc thêm 1 cây cây Makita nồng đứng nha. Rồi con tắt với cái e nó cũng nằm một chỗ nè anh chị ơi, tắt ha, mở đẩy lên, đóng e, mở e là đẩy xuống nha. Đó. Cái cưa này nó có khóa xích nè, có cái nhịp nè ha, rung nó cũng không mỏi tay nè. Chữ xích này là xích xích 91 nha anh chị, lam này lam Latin luôn. Ủa, cưa này khỏe nha. Cái nắp nhớt lam nằm phía trước, nắp xăng pha nhớt nằm phía sau ha. Mã này anh chị chốt nha em nhanh là MM nồng 38 ly 2,7 triệu nha anh chị. Rồi cái đó là Cinewa. Cái gửi chiều dài làm dài cũng 4 tấc luôn. Xuyên đi qua 346 nha anh chị. Ừ. Máy quá đẹp. Chốc nhẹ ha, hai ốc bắt lam nè. Lam này còn chỉ xin đi qua, chạy xích này là xích xích 91, lam Latin luôn anh chị, lam zin theo máy luôn. Đẹp lắm. Nhìn quá xịn sò. Rồi anh nào muốn hạ cái đứng thì bay vô chốt cái này nha. Nhiều anh không có biết gì về cưa hết trơn á, lên chốt thấy đẹp chốt, chốt đã về chơi yếu. Giờ không biết em nhanh nói đó nghe giùm em ha. Ừ, là hạ cái đứng lấy cái này giùm em nhanh đi. Rồi mấy anh bé nhánh tỉa cành lấy cái này đi, chuyện nhỏ như con thỏ luôn, giải quyết luôn. Đó, cái này giải quyết luôn. Nắp xăng pha nhớt nè, nắp nhớt lam nè. Đó. Tắt nè, mở nè. Giữ ra lớn có đầy đủ nha anh chị. Đóng e, mở e. Ốc máy nè anh chị thấy vàng đẹp luôn, xịn sò ha. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là M11 nồng 38 ly giá 2,7 triệu nha. Rồi kế đến là cây Kirit rồi đi. Thank you.
4,5 kg anh chị ơi, cũng thường nói là hợp lý đó, làm giờ 4 tắc. Rồi đại khái như cây máy này nè, anh chị về cắt cưa cây mé nhánh tỉa cành, hàng trưng bày, và anh chị muốn hạ cây đứng thì hạ cái cây cũng tầm vừa phải thôi, chứ đừng có hạ cây to cái vòng tầm 7-8 tắc gì đó thì nó quá sức đối với cây cưa nha anh chị. Đó, cưa đẹp lắm, made in Japan ha, 35cc nồng 38 ly. Tắt nè, mở nè, đóng e, mở e, em ơi cái điện thoại, đóng e kéo ra. Khi mà mình muốn mở e thì mình bóp cò nó sẽ nhảy mở e nha anh chị. Có vú bơm phụ nè, cái phiên bản này nó có khóa xích luôn, nước máy rất là đẹp nha, sắc sảo luôn nè. Đó, cái nắp xăng pha nhớt là hình giọt nhớt với cây xăng, nắp xăng pha nhớt nha, nhớt lam. Chạy xích này là xích 91 nha anh chị, Kirit Dren ha, còn lam còn chữ Kirit Dren luôn. Cái này đề cao cho nên là ốc tăng đưa cho xích dây sơn nó nằm trên lam nè, hai ốc bắt lam cho mình luôn, hẳn hồi xịn sò ha. Rồi mã này anh chị chốt cho em nhanh là M12, giá 2,9 triệu nha anh chị, nồng 38 ly. Đó, anh chị nghe kỹ chi tiết, máy này em nói rất là kỹ rồi ha. Trọng lượng nha anh chị 5,5 kg nha, đã có xăng và nhớt nha, làm dài 4 tắc 8 đó. Đối với cây cưa này là anh chị hạ cây đứng full full luôn nha anh chị, hạ cây bay lớn cũng được hết á, tết bự tay đâu hạ cũng nổi hết ha. Và em nhanh sẽ nói thẳng luôn là cái này nó cái miếng trắng bụi nó về nó đã không có hàng rồi ha, bây giờ em mua cũng không có hàng nữa, cho nên anh chị coi cái này có chốt được thì chốt, chốt rồi thì nhìn kỹ giùm nhanh ha, chứ đừng chốt rồi về xong có trắng bụi bơm hàng cho em nha. Đóng e mở e, tại em thấy vậy nè anh chị, khi anh chị cưa cây mà nó không có trắng bụi thì anh chị chủ động mình đeo kiến đi ha, bụi nó văng vô con mắt cũng không sao. Nè cái cò bóp đó nè, bóp cò tắt mở, có phiên bản này có giữ ra lớn luôn nha anh chị, full vô tư ha, nắp xăng pha nhớt nè, nắp nhớt lam nè. Đó, cái này là đời xin đây qua 485 nè nha anh chị, đây em quay cho anh chị coi nè, 485 cái tay người ta còn này nha. Đó, hai ốc bắt lam, lam này là lam xích 325 ha, chạy xích 325 lam Latin, và có nó có cái đường khuyết này, khi mà anh chị đưa vô cây là hết cây cưa chồng vô đã luôn, không có dậu đi đâu hết, rất là xịn sò nha anh chị. Đó, anh chị nào mà đam mê cưa hạ cái đứng thì chốt cái này im lắm, đúng công suất trọng lượng đó luôn. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là mã M13, nồng 42 ly, giá 3,8 triệu nha anh chị, 3,8 triệu ha. Bao anh chị test nổ trước khi nhận nha. Rồi em hẹn gặp lại ha, tạm biệt.